Ngọc xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị hai căn nhà mới nhất với diện tích 60 đến 62 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Với cái căn nhà này thì ô tô chạy vòng quanh nhà, đặc biệt luôn là có một cái hồ đằng trước rất chi là thoáng. Hồ này thoáng vĩnh viễn luôn quý vị nha. Với cái căn nhà này thì lại còn ưu điểm là hai mặt ngõ, ngõ trước, ngõ sau, thoáng trước, thoáng sau. Có hai hướng nhà, hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Quý vị nào hợp một trong hai hướng này thì có thể tham khảo. Và với cái căn nhà này thì vô cùng là thoáng, diện tích rộng, thiết kế tối ưu công năng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích về chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Hai căn nhà, hai cuốn sổ đỏ khác nhau, xây mới hoàn toàn, riêng biệt từng căn, tường riêng, cột riêng, móng riêng, xây toàn bộ là riêng biệt như hai căn độc lập. Và với cái căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà gần 4 mét. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Toàn bộ mặt tiền thì được ốp gạch đá granite. Còn đâu thì phần cửa chính của ngôi nhà thì ở đây thoáng trước thoáng sau, cho nên là thiết kế cửa cho quý vị, cửa sau, mặt sau của ngôi nhà mà hướng ra mặt hồ ấy, thì hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa sinh pha. Còn nếu như mà mặt sau thì chủ nhà lại thiết kế cho quý vị là cửa cuốn điện mọi người ạ. Với cái căn nhà này thiết kế rất chi là hợp lý, tối ưu công năng, ô tô chạy vòng quanh nhà như bàn cờ luôn. Đây, quý vị lấy hướng nhà nào là mặt chính cũng được. Đây quý vị nha, cái căn nhà này thiết kế rất là đặc biệt cho quý vị, rất chi là hợp lý. Căn nhà này thì ô tô có thể vào ngay trước cửa, đỗ trước cửa ngày đêm thoải mái, hoặc là ô tô vào nhà. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình sử dụng. Vị trí của nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, gần với lại Đông La, Hoài Đức, gần với địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường Đại học Phenica, gần với đường Vành Đai 4, mở rộng. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thoáng trước thoáng sau, nhìn thực tế đây quý vị nhé, diện tích 60 m², mời theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện xong hết 100%, đúng như hiện trạng là sáng mua, chiều về ở được luôn cho quý vị. Khu vực tầng 1, một phòng bếp, ở đây là phần để xe. Cái này thì mỗi một hộ gia đình sẽ có một cái công năng sử dụng là khác nhau. Nếu như quý vị không thích để xe ở dưới này, hoặc là quý vị chưa có ô tô, thì quý vị có thể thiết kế ở đây làm phòng khách. Tuy nhiên nhà này thì chủ nhà thiết kế phòng khách ở trên tầng cho quý vị rồi. Đó. Nhà này thì có thể kinh doanh online thoải mái mọi người nha. Đó, bởi vì cái vị trí đi lại rất là thuận tiện, ngay gần chợ. Đứng từ đây quý vị có thể nhìn thấy là Winmark này, ngay cạnh chợ luôn. Rất là tiện. Phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Rồi là phần hoàn thiện về tủ bếp, đầy đủ cho quý vị. Với phần tủ bếp thiết kế ở đây cho quý vị là gỗ MDF lõi xanh, chống cong vênh cũng như là chống nồm ẩm. Xung quanh thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite và không gian phòng bếp rất chi là rộng. Rất là chill luôn mọi người ơi, nếu như mọi người đặt bàn ăn ở đây và không gian nhìn ra phía bên ngoài, trời ơi nó rất là thoáng luôn ạ. Rất là đẹp, căn nhà này thì nói chung là không có gì để chê luôn ý. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên trên các tầng thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Và với cái căn nhà này Ngọc Anh đã review cụ thể đường, hướng, vị trí, giá bán em sẽ để ở dưới cụ thể dưới phần bình luận. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà với không gian tầng 2 thiết kế rất là hợp lý cho quý vị. Một phòng khách siêu rộng, siêu đẹp, siêu thoáng. Với phần phòng khách này thì hướng ra phần mặt hồ cho quý vị. Có ban công cực là chill. Đây. Đây ạ, ban công thoáng vô cùng ở phần tầng 2.
buổi tối mà làm một bộ bàn trà ở đây thì hết ý luôn mọi người ơi. Với cái thiết kế rất là hợp lý, công năng sử dụng hài hòa hợp lý, quý vị nào mà hợp với cái hướng như của anh chia sẻ thì có thể tham khảo. Đây là phần ban công phần tầng 2. Còn đây là không gian phòng khách cụ thể của ngôi nhà. Với phòng này thì riêng quý vị có thể lắp điều hòa. Xung quanh phòng khách thì được chủ nhà thiết kế rất là hợp lý, ốp vách này cũng như là kệ tivi này, đó, vách nano, đồng thời thì quạt trần, hệ thống trần thạch cao. Dưới chân ngọc ánh là sàn gỗ nha mọi người. Nói chung là với cái không gian thiết kế của ngôi nhà này rất là hợp lý, tối ưu công năng. Phần tủ kệ là thiết kế rất là chi tiết, hài hòa hợp lý cho quý vị. Với phần tầng 2, ngoài phòng khách thì thiết kế thêm là một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 2 cho quý vị, đầy đủ về cửa sổ này, hệ thống sen cây tắm, lavabo, hệ thống điện nước lắp đặt xong hết cho quý vị rồi, siêu xịn sò luôn ạ. Đó. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa sinh pha 5 năm. Trong phòng vệ sinh thì được thiết kế đây đầy đủ chu toàn cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Phòng ngủ ở phần tầng 2 cũng có cửa sổ ban công hướng ra phía bên ngoài rất thoáng. Tất cả các phòng đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Còn đâu thì phần phòng khách là thiết kế cửa kính cường lực cho quý vị nhé. Đây, rất là thoáng. Khi mà mở cửa trước cửa sau ra thì ngôi nhà này đảm bảo cho quý vị nếu như mà mùa hè cực kỳ là mát. Toàn bộ là cái luồng gió tự nhiên từ trước ra sau, từ sau ra trước. Đây là phần tầng 2 rồi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài anh đang bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt hồ. Tất cả các phòng đều có ban công thoáng vô cùng. Đây, quý vị có thể đứng từ tầng 3 và ngắm nhìn xung quanh. Siêu thoáng luôn mọi người ơi. Cảm giác nó cực kỳ là lãng mạn ấy ạ. Phòng ngủ rộng, thoáng, vuông vắn, dễ dàng kế đồ nội thất. Ở trên phía tầng 3 thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà thay thế vào đó là lát gạch cho quý vị. Phòng ngủ ở phía sau đây. Nói chung trước và sau thì cái này tùy mọi người ạ. Tùy xem mọi người nghĩ rằng là cái mặt nào là mặt nào trước, mặt nào là sau, bởi vì nó như nhau ấy. Bởi vì nó hai mặt ngõ đều là hai mặt ngõ của nhà nước, cho nên quý vị đi đường ngõ nào cũng được. Đấy, đây là phần tầng 3. Phòng vệ sinh của tầng 3 tương tự như tầng 2. Không thiếu bất kỳ một công năng sử dụng nào cho quý vị theo từng tầng cả. Đó, và đây là tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ rồi. Ngọc Anh xin mời quý vị khám phá thêm tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và tầng 3 là đã có 3 phòng ngủ rồi. Lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, chủ đầu tư tiếp tục thiết kế cho quý vị không gian hai phòng ngủ trước và sau nữa. Và đây là cái toàn bộ khung cảnh phần đằng sau cho quý vị. Đó. Căn nhà này không gần đình chùa miếu mạo, không phạm lỗi phong thủy gì, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm ạ. Không nằm ở trong quy hoạch, sổ sách giấy tờ pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Riêng cái phần mà ngân hàng hỗ trợ là quý vị đã hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý rồi. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 4. Như vậy, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là căn nhà này có 5 phòng riêng. 5 phòng tha hồ cho quý vị chọn lựa, sử dụng phù hợp với công năng. Đây, tầng 4. Siêu rộng, siêu thoáng, siêu đẹp. Và mời quý vị theo chân của anh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đang đứng ở tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 5 là có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đã thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ tự nhiên rồi, nhưng mà giếng trời thì vẫn không thể thiếu của ngôi nhà. Đây là khu vực để cho quý vị máy giặt. Đó, đây ạ. Để máy giặt trong nhà và phần còn lại
sân phơi trước và sân phơi sau. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế trước và sau. Nhà bán theo hiện trạng nên là khi mà Ngọc Ánh quay nhà có như thế nào thì quý vị đến xem lại y như vậy. Kia là phần sân trước. Rộng, thoáng, đầy đủ tiện ích công năng như vậy. Em đã review cụ thể cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Ngôi nhà này có những gì, thiết kế ra sao, quý vị cũng đã có thể tưởng tượng ra được cái phong cách thiết kế rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.